Kính viễn vọng trị giá 10 tỷ đô la Mỹ đã cất cánh trên lưng tên lửa Ariane 5 từ cảng vũ trụ của châu Âu ở vùng Guiana thuộc Pháp hôm qua ngày 25 tháng 12. Khoảng nửa tiếng sau khi rời bệ phóng, kính viễn vọng James Webb của NASA tách thành công khỏi tên lửa Ariane 5 và mở tấm pin mặt trời, bắt đầu hành trình dài một tháng tới quỹ đạo quanh điểm Lagrange 2 giữa trái đất và mặt trời, cách hành tinh của chúng ta 1,6 triệu km. Chiếc kính được trang bị gương rộng 6,5 mét, cho phép thu thập nhiều ánh sáng hơn từ các vật thể trong không gian, cho phép quan sát hình ảnh càng chi tiết. Giới chức y tế Pháp hôm qua ngày 25 tháng 12 thông báo ghi nhận thêm 104.611 ca nhiễm COVID-19 mới, đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm mới tăng vọt ở nước này. Như vậy, trong 24 giờ tại Pháp, lần đầu số ca nhiễm COVID-19 vượt 100.000 ca từ khi đại dịch bùng phát, khi biến chủng Omicron lây lan nhanh chóng tại nước này. Các con số được công bố trong bối cảnh giới chức Pháp lo ngại về ảnh hưởng do biến chủng Omicron với khả năng lây lan nhanh chóng gây ra. Chính phủ Pháp ngày 27 tháng 12 sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt để thảo luận về các biện pháp ứng phó dịch mới. Có ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 63 người khác được cứu khi một con tàu bị lật ngoài khơi đảo Paros của Hy Lạp ở miền trung biển Aegean vào thứ Sáu ngày 24 tháng 12. 16 người thiệt mạng gồm 12 người đàn ông, 3 phụ nữ và một trẻ sơ sinh. Lực lượng tuần duyên Hy Lạp cho biết là thảm họa hàng hải thứ 3 liên quan đến người di cư trong tuần này. Từ năm 2015 đến nay, Hy Lạp nổi lên là một điểm nóng trên tuyến đường di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Trong hơn 6 năm qua, hàng trăm người di cư đã phải bỏ mạng trên biển Aegean khi họ bất chấp mạo hiểm để đi tìm cuộc sống mới ở trời Âu.